Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody, ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm phần thực hành. Phần thực hành này thì là vẫn là nghe và nói, nghe xong thì nói lại. Thì ở đây là chúng ta sẽ lắng nghe một cái câu chuyện và hoàn thiện cái biểu đồ đấy, thông tin ở đây. Thì ở đây có hai con người, đó là Diana và Jovali. Thông tin của Jovali Tomba cũng thiếu một ít, Diana Black cũng thiếu một ít. Mỗi bên đều thiếu một ít thì chúng ta điền vào đây. Thì thiếu cái gì ta nhìn ở đây, tên tuổi này, country này, là quê hương đất nước đúng không ạ? City town này, city town là thành phố. Number phone số điện thoại, age là tuổi tác, job là nghề nghiệp, và marriage là kết hôn hay chưa. Dạ, thì ta điền đây còn thiếu nhá. Cái này nó làm cho hai nội dung luôn. Nội dung thứ nhất là điền vào đây, nội dung thứ hai là check. Chúng ta sẽ check ở đây hỏi và trả lời câu hỏi với đồng đội, with a partner, với một đồng đội, dùng những câu trả lời ngắn, use short answers, tức là chỉ trả lời yes or no thôi, no or yes thôi. Thì ví dụ như là is Govania from Milan phải không, đó. Đến từ Milan phải không, thì là yes or no, thì ta nhìn vào đây thôi. Trước nữa ta điền được ở đây thì ta nhìn vào đây và ta trả lời cái này. Rồi tiếp theo bài số 3. Bài số 3 này nhé, bạn dừng lại và các bạn chép ra giấy, tự làm ra vở của mình. Thì bài này nó yêu ta là hoàn thiện tất cả các câu hỏi sau. Đây là câu hỏi nha, nó chưa hoàn thiện, nó thiếu cấu trúc ngữ pháp. Thì các bạn tự điền vào what's your name. Đấy, what's your name, nó điền chữ what's your rồi. Cái name ở đây có from, chúng ta học cái câu for you from thì quá quen rồi đúng không? Where are you from, có quen đúng không? Phone number điền gì ở đây? Trả lời luôn câu này nhá, what's your phone number? What này, what your phone number, số điện thoại của bạn là gì? Giống như tên của bạn là gì? Tương tự như vậy. Đấy. How old này mình đã dạy rất kỹ trong cái bài trước rồi. Job với marriage thì lại còn đơn giản hơn nữa, đúng không? Thì quá đơn giản. Thì chúng ta điền xong rồi chúng ta sẽ luyện tập nói với người đồng đội. Không có người đồng đội thì tự nói một mình, tự vấn nha. Rồi bài số 4. Bài số 4 là sau đó chúng ta đã đặt ra cái câu hỏi này rồi. Thì chúng ta đã có câu trả lời đúng không? Thì sau khi hỏi xong thì chúng ta sẽ có thông tin và các câu trả lời. Thì chúng ta ghép tất cả câu trả lời, thông tin của một người nào đó trong bài số 4. Tức là viết thành một cái đoạn văn ngắn ngắn, rất ngắn thôi. Đấy, mẫu văn rất ngắn, chứa cái thông tin của người đó. Ví dụ như her name là gì, she from, đến từ đâu, her phone number is. Đấy. À, ví dụ thế. Hay là she is bao nhiêu tuổi, cô ấy thì bao nhiêu tuổi. Đấy. Her job, nghề nghiệp của cô ấy là. Đấy. À, cô ấy đã marry chưa. Đấy, ví dụ thế, các bạn phải nhớ lại. Đúng không? Giống như các bạn, giống như viết cái này thôi, giống như là cái đại đâu. Nên vì sao mình bảo các bạn phải học thuộc cái đoạn đồ thoại này. Nên vì sao mình bảo các bạn phải học thuộc cái đoạn văn này, giống như cái đoạn văn này thôi. Đấy. Bạn học thuộc thì bây giờ bạn viết cái này nó cực kỳ dễ luôn. Bạn học thuộc đấy rồi bạn viết cái này cực kỳ dễ. Đấy. Đấy, học là như thế, học theo giáo trình nó có hay như thế, nó có tuần tự thứ tự như vậy. Check it. Rồi phần số 5 là phần check it, tức là gì, tức là nó cho chúng ta hai câu, một câu đúng một câu sai, thì chúng ta sẽ lựa chọn đúng câu sai. Chúng ta đã làm cái kiểu này một lần trước rồi đúng không, trong bài học trước rồi. Thì ví dụ như ở đây ta sẽ làm, nó sẽ làm mỗi đoạn hai câu nhá. Nên là she's name Jenny, her name Jenny, thì câu nào đúng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhiều cái phải s như này, chắc chắn là sai rồi. Đấy, thì chắc chắn là sẽ để đáp án dưới. Thế là cái tư duy về con mắt. Chứ còn nếu mà dịch nghĩa ra thì là cô ấy tên Jenny, nhưng mà dịch đúng thì dịch đúng thì câu thứ hai nó dịch đúng hơn, đó là tên của cô ấy đó. Đấy, bên trên này nó sai về cấu trúc ngữ pháp và sai về ngữ nghĩa luôn, không đủ ngữ nghĩa đó. Tương tự câu thứ hai nhá, her job is a teacher, thì ta thấy là nghề nghiệp cô ấy là giáo viên, nghe cảm giác đúng nhỉ, nghe khá là đúng đúng không? Nhưng mà đây ta nhìn này, she is a teacher, thì câu nào đúng hơn? Thì chúng ta sẽ điền câu số 2 nhé, câu sai thì đúng, bởi vì là câu này nó đầy đủ ngữ pháp này, cấu trúc, nhưng mà bạn nói là câu thứ trên cũng đúng mà đúng không? Đây có chủ ngữ này, có động từ to be và có danh từ, thì là có chủ ngữ thì là có động từ to be thì là đúng rồi đúng không? Nó sai đây là bởi vì là cái từ teacher này nó không phải là một tính từ. Đấy, nó không phải là tính từ, nó là một danh từ nhá. Cô ấy là giáo viên, nghề nghiệp của cô ấy là giáo viên thì nó không đúng lắm, mà cô ấy là giáo viên thì nó sẽ đúng hơn. Teacher là một danh từ, thì khi chúng ta dùng cái danh từ này chúng ta phải có một cái mạo từ. À, chúng ta phải có một cái mạo từ ở đây. Ở đây nó không có mạo từ thì là sai nhé. Ý là như vậy. Vì cái từ teacher này nó không có nghĩa là tính từ, nó không có nghĩa tính từ, nên là chúng ta phải có mạo từ nhé.
Mọi từ thì để làm gì? Mọi từ thì để chỉ số lượng đúng không? Số lượng ít hay nhiều? À, một hay là nhiều cái đúng không? Người ta phải có mọi từ ơ ở đây. Các bạn sẽ tự làm các câu bên dưới. Are you from Spain? Is you from Spain? Cái này dễ quá đúng không? His phone number is 7 9 6 5 4 2. His phone, đây nhìn này, còn nhìn này nó biết sai rồi đúng không? His phone number is 7 9 6 5 4 2. How old is she? How old she is? Quá dễ, hai câu này thì quá dễ rồi, toàn câu dễ rồi. She's no married. She isn't married. Cũng dễ. Are you married? Cũng dễ. Yes, I am. Are you married? Yes, I am. Câu này nó mới là hóc búa này. Đấy, nhiều các bạn này không biết chọn câu nào. Câu số 7 này. Thì cái câu số 7 này mình gợi ý các bạn nhé, là các bạn đọc lên câu nào cảm thấy lịch sự hơn thì chọn câu đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện nghe là chủ yếu, đúng không? Luyện nghe là chủ yếu. Các bạn lắng nghe rồi tự động đọc lại nhé. Rồi ghi chép rồi tự động làm bài tập. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Thank you. And where are you from, Giovanni? I'm from Rome, in Italy. Thank you. And your telephone number, please? 06-944-8139. How old are you, Giovanni? I'm 23. And what's your job? I'm a taxi driver. And are you married? No, I'm not. Thank you very much. 2. Diana Black. Hello. Hello. What's your name, please? Diana Black. And where are you from? From New York. Ah, so you're from the United States. Yes, I am. What's your phone number? 212-463-9145. Thank you. How old are you? I'm 29. What's your job, Miss Black? I'm a shop assistant. And are you married? Yes, I am. That's fine. Thank you very much. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Thank you. And where are you from, Giovanni? I'm from Rome, in Italy. Thank you. And your telephone number, please? 06-944-8139. How old are you, Giovanni? I'm 23. And what's your job? I'm a taxi driver. And are you married? No, I'm not. Thank you very much. 2. Diana Black. Hello. Hello. What's your name, please? Diana Black. And where are you from? From New York. Ah, so you're from the United States. Yes, I am. What's your phone number? 212-463-9145. Thank you. How old are you? I'm 29. What's your job, Miss Black? I'm a shop assistant. And are you married? Yes, I am. That's fine. Thank you very much. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Thank you. And where are you from, Giovanni? I'm from Rome, in Italy. Thank you. And your telephone number, please? 06-944-8139. How old are you, Giovanni? I'm 23. And what's your job?
I'm a taxi driver. And are you married? No, I'm not. Thank you very much. 2. Diana Black. Hello. Hello. What's your name, please? Diana Black. And where are you from? From New York. Ah, so you're from the United States. Yes, I am. What's your phone number? 212-463-9145. Thank you. How old are you? I'm 29. What's your job, Miss Black? I'm a shop assistant. And are you married? Yes, I am. That's fine. Thank you very much. Tape script 3.7. 1. Giovanni Tomba. Good morning. Hello. What's your name, please? My name's Giovanni Tomba. Thank you. And where are you from, Giovanni? I'm from Rome, in Italy. Thank you. And your telephone number, please? 06-944-8139. How old are you, Giovanni? I'm 23. And what's your job? I'm a taxi driver. And are you married? No, I'm not. Thank you very much. 2. Diana Black. Hello. Hello. What's your name, please? Diana Black. And where are you from? From New York. Ah, so you're from the United States. Yes, I am. What's your phone number? 212-463-9145. Thank you. How old are you? I'm 29. What's your job, Miss Black? I'm a shop assistant. And are you married? Yes, I am. That's fine. Thank you very much.